Này lần sau nhá, lần sau là phải xin nhá, chứ không được cướp nhá. Đây, nào. Ra đấy. Tiến lên. Tiến lên. Chơi chơi. Đang cướp. Ôm nhau cái nào, ôm thế nào. Hôm nay Minh Idol cho Idol sang chơi 11 tháng từ ngày mà Idol về nhà mới, để xem con Idol nó còn nhớ người chăm nó ngày bé và nhớ con Siro cùng đàn không. Idol rất là đại ca, Siro cũng rất là đại ca. Ok, Minh Idol đã tới nơi. Xem nào, dắt nó xuống đây xem nó còn nhớ không. Siro ra xem Siro có quen không. Siro có quen thằng kia không? Xem là nó còn nhớ không? Anh. Quên nhau rồi ấy hả? Quên chưa? Đã quên nhau chưa? À, chào công chúa. Ngã bây giờ. Xuống đây. Kệ nó làm sao? Nào. Nó nhảy xuống bơi không anh? Hả? Mà muốn cho nó bơi là tí nó thả ra để cho Siro dạy. Đi. Chưa, từ từ đã, để cho làm quen nhau đã. Cho nhớ nhau đã. Nào. Tiền sử như vậy. Con kia bé hơn hả? Cái này bé hơn. Idol phải to hơn chứ làm sao mà nhìn nó vẫn kiểu nhỏ. Ai đây? Idol đâu rồi? Nào. Ra đây xem nào. Rửa mặt lên. Nhớ anh không? Uống chơi à, uống đi. Có nhớ nhau không? Tính ra lâu phết để tính ra định cho nó sang đây từ lúc về 4 tháng nhỉ? Vâng. Mà đến bây giờ mẹ tận 11 tháng mới cho ra này. Còn nhớ nhau không? Còn nhớ nhau không? Đây. Đây là vẫn còn đang nhớ nhau đấy. Nhảy vào lòng ngồi là vẫn còn đang nhớ nhau. Rồi ra ngồi Idol. Ra tắt Idol không? Đây cầm dây con Siro đây. Thả dây con Idol ra anh nghĩ xem. Thôi đây. Chúng ta chơi với nhau thì lâu lắm đấy. Thả này ra là phi xuống luôn không anh? Thả ra nó phi xuống luôn. Thích mình chưa? À nhưng mà bây giờ có Idol thì có khi là nó chơi lần đó. À uống nước gì gọi ở đây, nó có nước mía đấy, ở đây có nước mía đấy. Cho nó chạy mà. Điện là kéo ấy. Bỏ dép. Ra đây xem nào. À, ôm nhau cái nào. Ôm nhau cái nào, ôm thế nào. Ôi. Thế là ôm. Biển không? Chơi đi biển nhá. Siro chơi với em bé đi Siro ơi. Thả dây ra là Siro kịp chơi ngay. Đấy thả Siro ra đi, cho Siro phi xuống Siro chơi. Ơi. Đây. Này. Siro. Idol. Idol đâu rồi? Anh em bóng nó thích. Nó phải nhìn cơ chứ nó không tập trung thế gì. Tốt. Bạn đang tìm hiểu cái chỗ này đang có mùi lạ, nhả ra. Đúng rồi. Được. Đây, đưa đây để cho con này xuống. Ai đồ ra đây xem nào. Đưa đây. Ai đứa xuống đó. Thấy được. Đây, né. Mày phải giữ con siro không nó cướp con này mấy lần là nó chán ngay, không xuống đâu. Tốt. Không. Cà phê. Thấy đâu. Con này để cho nó tự nhiên thì nó xuống thì nó sẽ không sao. Là đầu tiên luôn. Vô lấy đi. Không có con ở bên dưới rồi. Tốt. Nào. Đúng rồi. Rồi, đã anh đã đi được xuống. Tốt. Rồi. Để cho nó thấy yên tâm. Lần đầu tiên nó bị chúng tôi ông đã xem ra thế. Nào, hai đứa này là lấy chơi. Đây. Nào, hai đồ đâu. Ơi. Này, để ý bóng này. Hello. Hello. Đúng rồi. Vương. Tiến lên. Tiến lên. Siro. Tiến lên. Kia mà, đằng sau. Hay kìa. Quả bóng ấy ném ra kia. Ném ra kia rồi. Đấy nhìn đâu. Ai rồi nhìn đâu. Sai hướng rồi Siro. Lệch rồi. Đúng rồi. Phải rồi. Rồi. Mày về đừng giữ siro để cho nó nhặt được một hai lần nó mới máu. Rồi, giỏi. Đi lên. Ông phi xuống lạnh quá vậy. Rồi thế đi vào đây. Từ từ nhẹ nhàng. Giỏi. Rồi giỏi lắm. Giỏi. Bạn nhưng mà anh chưa biết bơi. Nên mà anh chưa xuống là không sao rồi. Rồi không sao cả. Hai lần là sẽ biết sẽ không lạnh gì nữa. Rồi ra lưới. Bơi từ từ nhẹ nhàng siro ra lấy đi để cho nó học theo. Rồi. Xuống lấy đi. Xuống lên. Xuống. Xuống đi. Đấy, con siro lấy một rồi. Rồi, không có cướp, không chơi bài cướp giật nhá. Rồi, thôi siro nhường đi. Siro nhường. Ngã luôn. Biết vừa cái kiểu nóng nữa rồi chúng ta là chúng ta sẽ chơi bài đoán đầu cướp giật này là lại giống thằng Igo này. Chi xỉ. Siro giỏi, nhá ra. Đây rồi. Siro. Hết là Siro chơi bóng, Siro chơi một mình cả. Con này idol nó chơi cùng với. Rồi, idol giỏi lắm. Giỏi, đưa đây cho anh nào. Đánh ném cho. Giỏi lắm, ngoan lắm. Nào. Đây nhá. Chụp con nó như mồi ấy. Rồi, bóng đằng sau. Bóng đâu? Không nhìn thấy đâu. Đi cười gì ấy? Sau lưng rồi. Không sao, không sao. Ướt. Không sao. Không sao. bóng làm sao lấy đi đâu làm thế nào rồi chưa có kinh nghiệm cắn bóng rồi rồi không được xuất sắc luôn. Ok rồi lấy cho nó bây giờ nhá, bây giờ bút cho nó mới sạc này, găm dọc, nó đang ngồi bên dưới găm dọc tức là chắc nó là nó đang xa kia, để cho nó chặn khi mà nó không phải nó bị bắn, nó bơi thì giờ sợ, không làm người nó thèm như thế, nó bơi chứ còn cái gần quá thế là nó đặt chân lên cao, thế là để nó vẫn phải bơi, nó gần bờ. Chị lấy bóng đây. Ra lấy tiếp rồi ném ở mép bờ không? Ôi giời ơi, Siro xin thịt thế hả? Tao đi qua đi. Không xuống, cứ tiến lên. Siro đang ăn chim đang thích nghỉ đấy. Idol đây là bơi đứng để thế nào cũng sẽ qua. Thế nào cũng có phát đặt tiến lên, đặt trước. Đánh tay để cho nó nhìn. Đặt trước. Idol chưa có kinh nghiệm bơi là bơi ngẩng cao đầu quá bởi vì sợ nước vào mũi. Như thế là sẽ có những phát là bơi bị ngã ngửa ra đằng sau là lại sặc. Rồi, ok bây giờ hai đứa xuống bơi cùng nhau đi. Nào Siro xuống đi. Siro ngồi xì mông vào này hả? Làm gì? Thế tôi cùng cái này. Rồi lên đây. Đến đây nghỉ đã. Rồi, à, chưa phải nghỉ gì. Tôi đang nghỉ. Đây đưa đây coi. Trời ơi, nó ăn chim. Tôi chết rồi, mất rồi. Siro. Rồi ôi ra mẹ xin. Ra này. Rồi ôi chán mất. Bác đã bảo rồi, nó nhìn nhăm, nó nhìn miếng thịt nướng mà nó liếm mép là nó đang ăn xin rồi. Siro. Này lần sau nhá, lần sau là phải xin nhá, chứ không được cướp nhá. Đây, nào. Ra đấy, tiến lên. Chơi. Đằng trước. Đâu rồi, lệch hướng rồi. Thẳng cơ mà. Bên này. Đúng rồi. Idol đập nhẹ chân lại thì mới nhìn được. Rồi. Thôi đi vào đây. Rồi vào đây. Rồi, không có cướp giật giữa đường mà đã. Cướp giật giữa đường là cẩn thận này phải xuống chó. Ôi giỏi á. Đấy Idol bơi được của bạn ta rồi nhá, mà không chảnh nhá. Siro ngoan. Bà chưa ở mức lên trên thôi thì cá nó hơi mệt rồi nhưng mà lúc rất là đặc bé. Nào rồi lần này ông đã tiến lên thắng. Đâu rồi đằng sau cơ mà. Nó vẫn đang bơi dạng bờ hướng thẳng. Rồi vào đây. Rồi. Vào đây. Giờ khi nào mà đầu lại biết là bơi để nó đầu nó là lên như kia là nhà biết kìa. Cái chữ ôm là lên. Đó, nó không bị rớt quá. Chưa giỏi. Nào trả bóng ra. Để sao tôi để ra kia đi ra đây không nó lại xin mất. Đâu bóng đâu hướng nào em con lên ghế ngồi ăn xong rồi mới ra chơi nhá. Mình cầm bóng nhắm cho Idol đây video ở đây chơi. Đấy ra lại. Ôi giời mẹ, ông cắn bóng, ông cắn cái kiểu này, ông cắn cái kiểu cắn cá, chết cá luôn. Rồi. Cái đầu ấy gì kìa, cái chán ấy gì kìa. Thôi rồi cho idol nghỉ tí đi. Cho idol nghỉ, không idol mang ra đấy. Cứ móc dây để cho idol nghỉ đi. Idol giỏi lắm. Thôi được rồi. Móc dây vào. Đấy, dây móc idol. Mệt rồi, chân sau mệt rồi. Bơi lần đầu tiên mà bơi như thế này nhiều rồi, nó nhịp của người. Lần đầu tiên đi. Đông này không cần là kilo đâu. Là chỗ mốc ngay. Thế đây là ông ấy mệt là chân sau một bên ông ấy mệt. Rồi. Đấy cho nó ngồi đây cho ngồi sát vào đấy cho. Đây siro vào đó. Siro giỏi lắm. Nào ném cái siro ra ăn nữa nhé. Để đi trộn được. Đúng rồi. Đây đâu? Rồi. Không ăn rồi, không ăn. Đi đâu? Siro.